Chào mừng các bạn khán giả cùng trở lại với hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Chúng ta vốn biết đến Trung Quốc là xứ sở của thần, từng được mệnh danh là mảnh đất Thần Châu. Phật giáo du nhập vào Trung Quốc từ thế kỷ thứ hai dưới thời Hán Minh Đế Lưu Trang. Sau một đêm nằm mộng thấy thần Phật bay khắp cung điện, ông đã cử sứ đoàn 12 người sang tận Ấn Độ, mang ảnh, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và kinh sách Phật giáo về. Ở kinh đô Lạc Dương, Hán Minh Đế còn dựng ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc có tên là Bạch Mã. Thế nhưng không phải vị hoàng đế nào cũng thành tâm kính Phật như vậy, và kết quả là đại nạn tiếp theo, mặc dù tình tiết có khác nhau, thế nhưng kết cục lại đều khiến cho người ta phải kinh người, hoảng sợ. Một, Bắc Ngụy Thái Vũ Đế phá chùa, đốt tượng Phật. Thái Vũ Đế tên Húy là Thác Bạt Đạo, là ông vua thứ ba của triều Bắc Ngụy 386-534. Ông có công lớn trong việc thống nhất miền Bắc Trung Quốc, nhưng bản tính hung hãn, ưa chuộng chém giết, binh đao của ông vua này đã đẩy Phật giáo thời ấy vào kiếp nạn đầu tiên. Thôi Hạo, một sủng thần của Thái Vũ Đế, vốn là người rất sùng bái đạo giáo, ông đã dùng ảnh hưởng của mình thuyết phục Thái Vũ Đế bãi bỏ Phật giáo, độc tôn đạo giáo. Thái Vũ Đế tin lời, ra lệnh đàn áp Phật giáo trên quy mô lớn, thảm sát tăng sư, phá hủy chùa chiền, đập tượng Phật, đốt kinh sách. Chỉ qua vài năm, Bắc Ngụy đã không còn lại một ngôi chùa nào. Lúc ấy, Thái tử một lòng tin theo Phật Pháp, đã hết lần này đến lần khác dâng sớ khuyên can, trì hoãn việc ban bố chiếu thư. Nhờ đó, một số tăng nhân đã trốn thoát được. Nhưng không kéo dài được bao lâu, Thác Bạt Đạo lại đập bỏ bảo tháp, hủy tượng Phật để đúc tiền, đốt kinh thư nhà Phật, giết hại tăng ni. Trong cả nước, từ trên xuống dưới, người người đều phải sống trong cảnh phập phồng, lo sợ. Có lẽ, ứng với quy luật, Thượng Đế dục sử kỳ diệt vong, tất tiên sử kỳ phong cuồng. Nghĩa là, Thượng Đế muốn khiến cho diệt vong, trước tiên sẽ khiến nó điên cuồng. Thôi Hạo không nghe bạn bè khuyên can, ra sức vận động và đẩy mạnh công cuộc diệt Phật, nên phải chịu kết cục bi thảm. Thôi Hạo là người Hán, cho rằng mình có công lao lớn, coi rẻ dưới quý tộc của dân tộc Tiên Ti. Ông ta dùng một lượng lớn tiền của để khắc rừng bia sách và quốc sử do mình viết, nhằm thể hiện tiếng tăm, làm tức giận giới quyền quý. Năm 450, lão thần đã qua ba triều đại này, và người thân ba nhà có quan hệ thông gia của ông ta đã bị diệt tộc. Trước khi chết phải chịu cực hình thảm khốc, lăng nhục đủ điều, tiếng kêu khóc thấu trời. Lúc ấy, mọi người đều nói đây là báo ứng diệt Phật của Thôi Hạo. 2 năm sau, Thái Vũ Đế tựa như mặt trời ban trưa, cũng bị Hoạn Quan giết chết. Lúc ấy, ông ta mới 44 tuổi. Hai người con trai của ông ta là Thái Tử và Cung Tông cũng lần lượt bị chết trong tay của tên Hoạn Quan. Năm 452, Bắc Ngụy Văn thành đế. 440-465, tên Húy là Thác Bạt Tuấn lên ngôi kế vị, đã ra sức vãn hồi sai lầm của ông nội Thái Vũ Đế. Văn thành đế làm hưng thịnh Phật Pháp, cho kiến tạo hang đá Vân Cương với rất nhiều pho tượng Phật được khắc tinh xảo. Từ đó về sau, đất nước sống trong thái bình, dân chúng an yên. 2. Bắc Chu Vũ Đế tuyên chiến với Phật giáo. Thời Nam Bắc Triều, Bắc Chu và Bắc Tề, Phật giáo đều rất hưng thịnh. Bắc Chu Võ Đế Vũ Văn Ung là người thần dũng anh vũ. Năm 32 tuổi, đích thân chinh phạt Bắc Tề. Năm 34 tuổi, thống nhất phương Bắc. Sau khi Bắc Chu Võ Đế Vũ Văn Ung chấp chính, đã hạ chiếu lệnh, diệt hai giáo Phật, đạo, kinh và tượng đều tiêu hủy, bãi bỏ sa môn, tức là tăng ni, đạo sĩ, đồng thời lệnh hoàn tục. Cứ nơi nào chiếu lệnh đến, tượng Phật bị nung chảy, kinh thư thì bị đốt cháy, Phật pháp bị phá hoại, chùa chiền biến thành nhà ở tục gia, tăng ni đều bị hoàn tục làm dân. Năm 577, sau khi tiêu diệt Bắc Tề, Chu Võ Đế lại đem chiếu lệnh phế trừ Phật giáo ban bố ở đất Bắc Tề, hạ lệnh diệt Phật trong lãnh thổ nước Tề trước đây. Chùa chiền đều bị phá hủy hết. Tháng 6 năm sau, chinh phạt đột quyến. Khi đại quân Tề tựu đầy đủ, Võ Đế mắc căn bệnh lạ, toàn thân nát rữa mà chết. Khi đó, tuổi mới 36. Năm 581, Dương Kiên phế Bắc Chu xây dựng Nhà Tùy. Sau khi Nhà Tùy hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ, kế thừa các biện pháp hưng Phật, lễ Phật, kính Phật thời Nam Bắc Triều, lại dốc sức hoàng dương Phật pháp, khiến cho Phật giáo đang ở thời suy vi sau khi Chu Võ Đế diệt Phật, nay lại trở nên hưng thịnh, đồng thời tạo tiền đề cho Phật giáo bước vào thời đại hoàng kim, thịnh truyền vào đời Đường. Năm Khai Hoàng thứ 11 Triều Tùy, đại phủ tự thừa Triệu Văn Xương đột nhiên bào bệnh chết, duy còn trái tim vẫn ấm. Người nhà không dám liệm. Sau đó ông lại sống lại mà nói: "Ta khi mới chết, có người dẫn ta đến chỗ Diêm La Vương. Diêm Vương hỏi ta: Ngươi từ khi sinh đến giờ đã làm những việc phúc gì? Ta đã trả lời rằng: Con gia cảnh bần cùng, không có năng lực tạo dựng công đức, chỉ có mỗi ngày chăm chỉ niệm kinh Phật. Diêm Vương nghe mấy lời này, chắp tay cúi đầu khen ngợi rằng: Rất tốt. Diêm Vương liền sai người dẫn ta về nhà, lệnh cho ta đi ra ở cổng nam. Đến cổng, ta thấy Võ Đế ở trong phòng phía bên cổng, bị khóa 3 lớp khóa. Ông ấy nói với ta rằng: Ông là người nước ta, tạm thời đến đây, ta muốn nói chuyện với ông. Ta lập tức bái kiến. Võ Đế nói: Ông có nhận ra ta không? Ta nói rằng: Thần trước đây là thị vệ của bệ hạ. Võ Đế bèn nói: Ông là bề tôi xưa của ta. Bây giờ về nhà, hãy thay ta nói với Tùy Hoàng Đế rằng bao nhiêu tội lỗi của ta đều có thể biện giải minh bạch được. Duy chỉ có tội diệt Phật pháp là quá nặng, không được xá tội. Mong Tùy Đế gây dựng chút công đức cho ta. Hy vọng thông qua các việc thiện này chuộc lỗi, khiến ta được ra khỏi địa ngục. Ta tiếp nhận lời ủy thác rồi đi. Đến khi ra khỏi cổng nam, nhìn thấy trong hố phân lớn có tóc của một người nổi lên trên, bèn hỏi người dẫn đường. Thì người dẫn đường này nói: Đây là đại tướng Bạch Khởi của nước Tần, bị cầm tù ở nơi này, tội ác vẫn chưa hết. Văn Xương về đến nhà thì sống lại, bèn đem những việc này tấu lên Hoàng thượng Dương Kiên. Dương Kiên bèn lệnh cho người trong thiên hạ xuất tiền theo nhân đinh để làm pháp sự siêu độ cho Chu Võ Đế, cử hành đại lễ tế 3 ngày, đồng thời ghi chép lại những việc này, viết trong Tùy Thư. 3. Đường Vũ Tông diệt Phật. Các hoàng đế đời Đường đều rất tôn sùng Phật giáo. Ngay cả một người nổi tiếng tàn nhẫn như Võ Tắc Thiên, nhưng Đường Vũ Tông 814-846 thì lại là một ngoại lệ. Khi lên ngôi trị vì, ông có ác cảm rất xấu với Phật giáo, luôn tìm cách đàn áp tôn giáo này. Đường Vũ Tông rất tôn sùng đạo giáo, mê mẩn thuật trường sinh bất tử, từng cho triệu một đạo sĩ có tên là Triệu Quy Chân vào cung luyện thuốc trường sinh cho mình. Quy Chân nhiều lần khuyên Đường Vũ Tông nên phế bỏ đạo Phật. Năm 842, Đường Vũ Tông ra lệnh mỗi nơi chỉ được xây một ngôi chùa, buộc các nhà sư hoàn tục. Sang đến năm 845, cuộc đàn áp diễn ra với quy mô rộng lớn hơn. Chỉ trong một năm có tới hơn 260.000 tăng lữ bị bắt phải hoàn tục, nộp thuế như bình dân. Đã có hơn 4.600 ngôi chùa bị phá hủy, đất đai nhà chùa bị tịch thu, tượng Phật bị nung chảy để đúc đồng, sử cũ gọi là Hội Xương Diệt Phật. Ít lâu sau áp dụng những cuộc tàn sát, bức hại trên quy mô lớn với Phật giáo, Đường Vũ Tông đã phải gánh chịu những nghiệp quả của mình. Cuối năm 845, ông lâm trọng bệnh. Chỉ một năm sau, Đường Vũ Tông qua đời ở tuổi 32. Nhà Đường sau đó cũng nghiêng ngả vì những cuộc khởi nghĩa nông dân. 4. Hậu Chu Thế Tông Sài Vinh. Năm thứ hai Sài Vinh kế vị, tháng 5 năm 955, hạ chiếu đại hủy hoại chùa Phật. Phật pháp chùa chiền trong nước, trừ những ngôi chùa có hoàng đế để chữ thì có thể giữ lại. Mỗi huyện chỉ được giữ lại một chùa, còn lại đều phá hủy hết. Toàn quốc phá rỡ 30.360 ngôi chùa, tiêu hủy tượng Phật đúc tiền, gần 1 triệu tăng ni bị ép hoàn tục. Chùa Đại Bi Trấn Châu có một pho tượng đồng Quán Thế Âm Bồ Tát vô cùng linh nghiệm. Người đập tượng đều gãy tay mà chết, không ai dám động đến nữa. Sài Vinh đích thân dùng búa lớn bổ vào phần ngực tượng Bồ Tát. Quyển thứ 11 Phật Pháp Kim Thang Biên có chép một đoạn đối thoại giữa Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận và Hòa Thượng Ma Y. Triệu Khuông Dận đã hỏi Ma Y: các đế vương cổ đại hủy diệt Phật Pháp, so với Đại Chu kết quả thế nào? Ma Y đã nói: Bắc Ngụy Thái Võ Đế Thác Bạt Đạo diệt Phật, tháo rỡ chùa chiền, đốt thiêu kinh Phật, đập phá tượng Phật, chôn giết tăng ni. 7 năm sau bị Hoạn Quan tông ái mưu sát, cha con ông ta đều chết thảm. Bắc Chu Võ Đế Vũ Văn Ung phá hủy chùa Phật kinh sách, cưỡng ép tăng ni hoàn tục. Không lâu sau, ông ta mắc bệnh lạ, toàn thân lở loét, chết ở tuổi 36. Không đến 3 năm, quốc gia cũng bị diệt vong. Đường Võ Tông Lý Viêm phá hủy chùa chiền trong thiên hạ. Chính vào năm diệt Phật đó, ông ta do uống đan dược quá lượng, trúng độc mà chết, khi chết tuổi mới 32. Sau đó Hoàng Sào lấy lại binh phản lại nhà Đường. Triệu Khuông Dận đã nói: quốc gia hỗn loạn đã lâu, bách tính chán ghét chiến tranh, hủy Phật Pháp không phải là cái phúc của quốc gia, nên làm thế nào? Ma Y cho hay: đã hiển hiện điểm lành khí trắng, không lâu nữa sẽ có Hoàng đế Thánh Minh xuất hiện. Hoàng đế Thánh Minh hưng thịnh thì Phật Pháp cũng theo đó mà hưng thịnh. Hơn nữa, truyền thế vô cùng. Xin ngài hãy nhớ kỹ lời tôi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Hòa Thượng Ma Y, 4 năm sau, Chu Thế Tông Sài Vinh đột nhiên phát bệnh, ngực mọc cái nhọt ác. Sau đó không lâu, cái nhọt ở ngực vỡ ra mà chết. Nhà Hầu Chu cũng mau chóng bị Triệu Khuông Dận tiêu diệt. Sau khi Triệu Khuông Dận lên làm hoàng đế chủ Tống, ghi nhớ lời căn dặn của Hòa Thượng Ma Y, trùng tu xây dựng chùa chiền, ban ruộng đất cho chùa chiền, ra sức hoàng dương Phật Pháp, quốc gia an định phồn vinh. Phật Pháp cũng theo đó mà hưng thịnh. Ở thời đại nào cũng vậy, kiểm soát đức tin luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhà cầm quyền. Một khi nỗ lực kiểm soát ấy bất thành, họ cũng chẳng ngại ngùng dùng những thủ đoạn bạo lực nhất để đàn áp, răn đe, để thể hiện ý chí vương quyền với thần Phật. Thế nhưng thực tế lịch sử đã chứng minh đó đều là những lựa chọn sai lầm. Các bạn thân mến, những tưởng rằng những hành động báng bổ Phật giáo ấy đã kết thúc, thế nhưng không phải. Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền từ năm 1949 và chỉ trong chưa đầy một thế kỷ, những cảnh tượng khủng khiếp như thời Pháp nạn của Phật giáo lại được tái diễn. Giang Trạch Dân và tay sai bức hại Pháp Luân Công. Giang Trạch sinh ngày 17 tháng 8 năm 1926, quê quán sinh trưởng tổ tiên của ông ở trấn Giang Loan, huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây. Nhưng ông ra đời ở thành phố cấp quận Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Tháng 4 năm 1946, Giang Trạch Dân gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 6 năm 1989, ông trở thành lãnh đạo hạch tâm Leadership Corps của tập thể lãnh đạo Trung ương đời thứ ba, tháng 6 năm 1989 đến tháng 11 năm 2002, Giang đảm nhiệm Tổng Thư ký Ủy viên Hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 11 năm 1989 đến tháng 9 năm 2004, đảm nhiệm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 3 năm 1990 đến tháng 3 năm 2005, đảm nhiệm Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tháng 3 năm 1993 đến tháng 3 năm 2003, đảm nhiệm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Giang Trạch Dân lên nắm quyền lãnh đạo sau sự kiện những cuộc phản kháng trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, thay thế Triệu Tử Dương, người bị thanh trừng vì quá khoan dung với những người phản kháng, với chức vụ Tổng Bí thư. Với ảnh hưởng ngày càng suy giảm của Đặng Tiểu Bình vì tuổi tác, Giang Trạch Dân đã thực sự trở thành lãnh đạo tối cao trong thập niên 1990. Dưới sự lãnh đạo của ông, Trung Quốc đã trải qua một giai đoạn phát triển bền vững với các cải cách, thu hồi một cách hòa bình Hồng Kông từ Anh Quốc và Macau, từ Bồ Đào Nha, và cải thiện các quan hệ với thế giới bên ngoài, trong khi Đảng Cộng sản vẫn duy trì được sự kiểm soát chặt chẽ với chính phủ. Được biết đến là một trong những khuôn mặt chính trị lôi cuốn của Trung Quốc, Giang Trạch Dân bị chỉ trích vì quá cẩn thận với hình ảnh đời sống cá nhân và quá nhún nhường trước Nga và Hoa Kỳ. Những lời chỉ trích cũng tập trung vào sự bất lực của Giang Trạch Dân trong việc duy trì kiểm soát trên nhiều vấn đề và sự bất công xã hội trong nhiệm kỳ của ông. Các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đường lối cứng rắn buộc tội Giang Trạch Dân là một lãnh đạo quá thiên cải cách, người đã hợp pháp hóa hoàn toàn cho chủ nghĩa tư bản. Đóng góp của ông vào học thuyết Marx, một danh sách các lý luận mang tính chỉ đạo. Theo đó, Đảng Cộng sản của Trung Quốc lãnh đạo nhà nước được gọi là lý thuyết ba đại diện, đã được đưa vào điều lệ đảng và hiến pháp của nước này. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, Giang Trạch Dân được ông Đặng Tiểu Bình tín nhiệm và cho thay thế ông Triệu Tử Dương. Ông Giang được chọn là vì đã thẳng tay trừng phạt báo Kinh tế Thế giới và biết nghe lời lãnh đạo ra tay đàn áp phong trào dân chủ tại Thiên An Môn. Cuốn Nhật ký Lý Bằng cho biết, ngày 3 tháng 6 năm 1989, ông Đặng Tiểu Bình đã phê chuẩn phương án đàn áp phong trào vào tối hôm đó. Ông Giang để chỉ huy chiến trường, trú tại lầu 4 tòa nhà của lực lượng cảnh vệ, có thể quan sát mọi động thái tại quảng trường Thiên An Môn qua cửa sổ. Dưới thời Cách mạng Văn hóa 1966-1976, dưới khẩu hiệu "Diệt bốn cái cũ" của Mao Trạch Đông, tất cả những gì liên quan tới tôn giáo, tín ngưỡng, đức tin đều bị lực lượng Hồng vệ binh thẳng tay ngược đãi. Nhiều chùa chiền, nhà thờ, tu viện Hồi giáo, các nghĩa trang đều bị đóng cửa, đập phá. Nền văn hóa thần truyền 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa đã bị phá hủy nặng nề. Gần đây hơn, những năm cuối thập kỷ 90, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã đưa Phật giáo Tây Tạng và đặc biệt là Pháp Luân Công, môn tu luyện Phật gia, vào danh sách đàn áp, bức hại, bởi niềm tin vào thần Phật, vào tín ngưỡng truyền thống mà các học viên Pháp Luân Công bị coi như kẻ thù địch ngay tại chính quê hương của mình. Những thủ đoạn tàn nhẫn được áp dụng. Những thủ đoạn tàn nhẫn nhất, từ tra tấn thể xác, khủng bố tinh thần đến làm kiệt quệ thanh danh, vắt kiệt tài chính, đều được phòng 610, một tổ chức an ninh hoạt động không khác nào xã hội đen, áp dụng đối với các học viên Pháp Luân Công. Một trong những hành động tàn ác không còn tính người nhất chính là mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công ngay khi họ đang còn sống. Giang Trạch Dân và bè lũ tay sai đàn áp đức tin và thần Phật của các học viên Pháp Luân Công đã và đang phải nhận những bản án phán xét của pháp luật và thiên lý cho tội ác diệt chủng của mình. Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh là những quan chức tai to mặt lớn, thăng tiến sự nghiệp vù vù sau khi trực tiếp tham gia vào những cuộc khủng bố Pháp Luân Công, đều đã không thoát khỏi lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Hiện nay, tất cả đều đã phải trả giá. Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang bị bỏ tù chung thân, Từ Tài Hậu ốm chết, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh đang hoang mang chờ ngày phán quyết. Cuối cùng, Giang Trạch Dân, người cầm đầu cuộc bức hại tàn ác suốt 17 năm qua, cũng đang cảm thấy sợi dây thòng lọng ngày càng thít chặt lấy cổ của mình. Đó đều là quả báo mà những kẻ gieo rắc tội ác, tang thương phải lĩnh nhận. Thiện ác báo ứng là thiên lý bất biến của đất trời. Những vị hoàng đế, nhà lãnh đạo nói trên không tin vào thần Phật tồn tại, không tin có luật nhân quả báo ứng. Thế nhưng bất kể là con người có tin hay không tin thì thần Phật vẫn cứ tồn tại. Thần Phật làm chủ tất cả, quyết định tất cả. Và cho nên hủy hoại Phật, diệt Phật, sát hại tín đồ, tín ngưỡng của Phật chính là tội nghiệp rất sâu nặng, đều phải chịu báo ứng. Cho dù ngôi cao tột bậc như hoàng đế cũng không thoát khỏi kết cục bản thân chết thảm, quốc gia diệt vong. Đến đây thì chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc và những ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này. Và đừng quên đón xem chương trình mỗi ngày để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.